Okay, having some problems with my Vietnamese account. What is this? I'm not okay. I'll play. I'll play. Sure. But before I play, I would like to change the UI language from English to Spanish so that I could also review my Spanish while doing this. Okay, something's wrong. I'm gonna have to pause. Okay, I've fixed it. I'm gonna go back into my topics or topicos, and well, I cannot go down once again, so I'll need to change the UI. Yeah, this is how it looks like if I clicked on here. I'm gonna review. I'm gonna click on the review button. Here we go. Okay, what is this now? Oh man, something's off. Okay, having a lot of trouble. Hop to Daikai Mu. Hop to. Hop to. I'm gonna have to pause. I'm gonna have to click on this, and it should adjust. Hopefully, it adjusts. If it doesn't, then I'll have to do something else. Okay, I am having problems. I'm gonna have to pause. Okay, regained. Let's see if I can continue. Nope, I cannot continue in this state. Man. That's what I don't like about this app at times. It just glitches, and this is what happens. I'll pause this for a second. Pause. Come on, pause. I like the nice glitches when it gives me a lot of time, a lot of extra seconds, but when it's like this, oh my gosh, I'm like, oh. Anyway, let's go continue. Oh, man, I cannot. Okay, I can't continue like this. I really can't. Okay, what is this now? Phong Bay. How Hung? Phong bì. Phong Bay. Okay, I need to refresh, I guess. Refresh the page. Maybe it would work if I refreshed the page. Hopefully it works. Hopefully it works. Okay, I'm gonna pause. Okay, resuming. Continuar. Okay, finally. Toa tap, I guess. Waiting for what? Tòa tháp. Tòa tháp. Ông tàu. Ống thở. Man, look at that. 9 minutes already. Look. Lúc Ba. 8:30 sáng. Tam yêu. Ba mươi sáng. Ok. Về phía cháu chút. Về phía chút. Về phía trước. Cut. Okay, sure. Phòng thể dục. Phòng thể dục. Phòng thể dục. Là tớ. Lá thư. Là tớ. Cưới. Cũng. Hàng. Ừ. Tớ. Tớ. Thư gửi đường hàng không. I'm gonna go and just be silent. Bộ xương. Tiền xu. Thư gửi đường hàng không. Con tem. Bà thu nhỏ bồn cầu. Chúng tôi âu yếm. Sức mạnh. Tôi chuẩn đoán.
thiệp cưới. Sức mạnh. Giữa. Cột cứu hỏa. Đến nơi. Hành lý quá khổ. Nhân viên bán hàng. Tôi đi bộ. Hành lý quá khổ. Tôi cắt. Sinh con. Tôi rửa tay. Trường học. Tàn tích. Trung tâm hội nghị. Tôi bước vào. Nhà tắm công cộng. Trung tâm hội nghị. Tôi bước vào. Động cơ. Thuốc chống côn trùng. Ukraine. Kệ treo tường. Trang trí tường. Găng tay cao su. Thùng rác. Kệ treo tường. 8. Phao câu cá. Mì ống. Ngân hàng. Kệ treo tường. Súp. Thanh năng lượng. Mực ống. Chèo thuyền kayak. Xe cứu hỏa. Người Philippines. Chèo thuyền kayak. Ngựa vằn. Cách ly do bệnh. Thẻ tín dụng. Bác sĩ phẫu thuật đa khoa. Ghế cao. Trời tuyết.
Thang lăng. Nắp. Bệnh tiểu đường. Đường. Áo thun. Kẹo cao su. Đường. Còi. Phấn rôm. Bài. Văn phòng. Thực đơn. Kèn tuba. Văn phòng. San hô. Xe hơi. Tôi hút bụi. Tôi trả thẻ được không? Phòng ngủ. Vui lòng. Cửa. Phòng ăn. Cá mập đầu búa. Nhà bếp. Hàng xóm. Tôi nhấn. Chảo sâu lòng. Hàng xóm. Vườn. Bàn. Hàng xóm. Tôi rửa chén. Đèn. Tôi ủi đồ. Awesome. Obtuviste la credencial vietnamita que te permite pasar al siguiente nivel. Aprendiste 100, 500 palabras en vietnamita. Cool. All right, that's it for this, and I shall see you tomorrow once again. Right? Thank you so much. Bye.